Hòa và Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ hai mùng 7 tháng 7 năm 2014. Chúng tôi mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý. Trực thăng của quân đội Việt Nam rơi gần Hà Nội, 16 người chết. Trung Quốc và Đức ký kết nhiều hợp đồng thương mại khổng lồ. Kính thưa quý khán thính giả, một máy bay quân sự của quân đội Việt Nam hôm nay bị rơi tại khu vực xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Thông tin ban đầu cho biết có 16 người thiệt mạng và 5 người trên máy bay bị thương một cán bộ xã Thạch Hòa vào lúc 11 giờ trưa cho biết về tin máy bay rơi đó như sau. Nó xảy ra lúc tầm 7 giờ khoảng giờ 7 giờ 40, 45 gì đấy. Chắc trên chục người thì thiệt mạng. Cơ bản là máy bay của quân sự giờ sát nhà dân. Tất cả các đồng chí lãnh đạo đang tập trung ở trên hiện trường hết. Truyền thông trong nước trích lời của Trung tướng Phí Quốc Tuấn, tư lệnh quân khu thủ đô, nói rằng vụ việc xảy ra là tai nạn huấn luyện Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam cho biết, nguyên nhân tai nạn là trở ngại kỹ thuật. Trung Quốc và Đức hôm nay ký một loạt các thỏa thuận về đầu tư và thương mại trị giá hàng tỷ đô la, nhân chuyến thăm của thủ tướng Đức Angela Merkel tới Trung Quốc. Bà thủ tướng Đức tới thăm Trung Quốc lần này cùng với lãnh đạo của một loạt các tập đoàn lớn của Đức như Siemens, Airbus, Lufthansa và Deutsche Bank. Đáng chú ý trong các thỏa thuận được ký kết có thỏa thuận của hãng xe hơi Volkswagen nhằm xây dựng hai nhà máy lớn tại Thiên Tân và Thanh Đảo với số vốn đầu tư là 2 tỷ euro. Hãng máy bay Airbus cũng cho biết đã ký kết các hợp đồng bán kỷ lục 123 chiếc trực thăng trong vòng 6 năm tới cho ba công ty của Trung Quốc. Cũng trong ngày hôm nay, hãng hàng không Lufthansa của Đức cho biết đã ký bản ghi nhớ thành lập liên doanh với hãng hàng không Air China. Bà Merkel cũng đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân chuyến thăm này. Ông Tập Cận Bình khẳng định Đức là một đối tác chiến lược quan trọng của Trung Quốc. Thủ tướng Đức hôm nay lên tiếng nói rằng nếu tin về một nhân viên tình báo Đức làm gián điệp cho Mỹ là có thật, thì đây sẽ là một mâu thuẫn rõ ràng trong lòng tin giữa hai nước đồng minh. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Trung Quốc, bà Merkel lần đầu tiên đưa ra nhận xét trước công chúng về vụ bắt giữ một người đàn ông Đức 31 tuổi hồi tuần trước vì tội làm gián điệp cho nước ngoài. Các công tố viên Đức nói người đàn ông này bị tình nghi đã chuyển hơn 218 tài liệu từ năm 2012 đến năm 2014 cho nước ngoài. Báo chí Đức cho biết người này bán tài liệu cho Mỹ. Phía Đức đã gây sức ép yêu cầu Mỹ phải làm rõ vụ việc này. Vụ scandal mới này được cho là sẽ đe dọa mối quan hệ vốn đang căng thẳng giữa Mỹ và Đức kể từ sau vụ cơ quan an ninh quốc gia Mỹ bị phát hiện nghe lén điện thoại của bà thủ tướng Angela Merkel. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay lên đường đi Bắc Kinh dự đối thoại kinh tế và chiến lược lần thứ 6 giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra từ thứ tư tới thứ năm tuần này. Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Jacob Lew sẽ dẫn đầu đoàn đại diện Mỹ gặp ủy viên Quốc vụ viện Dương Khích trì và Phó Thủ tướng Uông Dương tại Bắc Kinh. Quan hệ Mỹ Trung gần đây đã có nhiều dấu hiệu căng thẳng kể từ khi chính phủ của Tổng thống Obama thực hiện chuyển trục chiến lược về khu vực châu Á Thái Bình Dương khiến Trung Quốc khó chịu. Mới đây, vào tháng 5, Hoa Kỳ cũng đã truy tố 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội ăn cắp thông tin từ các trang mạng của một số công ty Mỹ. Hoa Kỳ cũng đang cảnh giác trước những hành động gây hấn của Trung Quốc gần đây trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Nhân lễ kỷ niệm 77 năm cuộc chiến với Nhật Bản, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay lên tiếng chỉ trích những ai đã quên đi cái mà ông gọi là những thực tế thép của lịch sử. Ý muốn nhắm vào Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hàng trăm quân lính Trung Quốc và trẻ em đã tập trung tham gia lễ kỷ niệm ở thủ đô Bắc Kinh để kỷ niệm trận chiến trên cầu Marco Polo giữa quân Trung Quốc và quân Nhật vào ngày 7 tháng 7 năm 1937, được coi là trận đánh mở đầu giai đoạn Nhật Bản bao vây Bắc Kinh và bắt đầu cuộc chiến hai nước. Cuộc chiến này được người Trung Quốc gọi là cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nhật Bản và đã khiến 20 triệu người Trung Quốc thiệt mạng theo thống kê được phía Trung Quốc đưa ra. Trong khi đó tại Đài Loan. Hàng chục người biểu tình hô khẩu hiệu và xé các cờ của quân đội Nhật, cùng ảnh của thủ tướng Nhật Shinzo Abe, thậm chí còn định đốt hình của ông này nhưng sau đó bị cảnh sát chặn lại. Hôm nay, một lần nữa Bắc Triều Tiên kêu gọi miền Nam đã đến lúc chấm dứt sự thù nghịch và đối đầu giữa hai miền, lời kêu gọi được hãng thông tấn của nhà nước Bắc Triều Tiên loan tải. Trong khi đó, thì lãnh tụ Kim Jong Un đang thị sát gần một cuộc tập trận lớn ở trên một hòn đảo gần khu vực tranh chấp lãnh hải giữa hai miền hồi tuần rồi, một lời kêu gọi tương tự cũng được cơ quan cấp cao nhất của quân đội miền Bắc đưa ra. Mặt khác, Bắc Triều Tiên cũng cho biết sẽ gửi các hoạt náo viên nữ đến Nam Hàn để tham gia kỳ Á vận hội này vào tháng 9 tới đây ở thành phố Incheon. Đội náo hoạt viên của Bắc Hàn cũng từng dự Á vận hội năm 2005 tại Incheon và một trong những hoạt náo viên năm xưa là bà Ri Soju, năm nay là phu nhân của lãnh tụ trẻ tuổi Kim Jong Un. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, Vũ Hoàng và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt.